Xin chào các anh chị và các bạn nha. Trưa hôm nay là Huy đang tới farm của chị Phượng. Ở khu này thì có hai khu, ở bên kia một cái, ở đây này một cái. Ủa này có một ao hả? À có một ao thôi. Khu này một ao nuôi và có ba cái ao lắng. Một hai ba cái ao lắng. Thì khu này cũng nhỏ thôi. Ao này chừng hơn ngàn rưỡi không? Ngàn sáu hả? Ngàn sáu trăm mấy vuông. Đấy, thì tôm được 60 ngày rồi các chị. 60 ngày phải không? 63 ngày. 63 ngày ha. Đó, và chị Phượng thì là farm nuôi ở Cồn Cù ha, ở Cồn Cù của Long Vĩnh. Qua phà Cồn Cù bên tay phải là tới rồi. Thì khu nuôi này thì cũng đã thành công được khoảng 6-7 vụ rồi các chị. Ha, toàn về xe lớn không? Đấy. Thì một cái vấn đề ở đây là trước đây chị nuôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Và tình cờ thì gặp Huy ở trên YouTube. Thì chị có liên hệ với Huy qua một cái đợt, nó gọi là ao nuôi của chị là bị cái vấn đề là nhức đáy bạc và không xử lý được. Chị mặc áo đầm mùi ra, đẹp gái quá. Đấy. Và chính vì vậy mà chị liên hệ với Huy để mà xử lý cái việc là nhức đáy. Thì Huy đã cho bạn được là nhân viên của Huy tại quản lý tại Cồn Cù của Long Vĩnh gặp chị và xử lý ngay. Thì qua một đêm sử dụng thì sáng ngày hôm sau thì nó đã có hiệu quả. Và chị làm thêm một ngày nữa thì hiệu quả triệt để. Và từ đó các anh chị tin tưởng ở công ty của OBS và tin tưởng vào nhân viên của OBS. Sau đó thì chị đã ngay lập tức sử dụng lần tắt nhiều sản phẩm OBS. Và đến bây giờ thì ở đây chị đã thành công 6 vụ và khu bên kia thì thành công cũng là 2-3 vụ rồi. Khu bên kia là khu mới. Và sau đây thì Huy sẽ cho các anh chị xem tôm ha. Ok. Rồi quay đi. Rồi xúc đi được. Đấy, đây là chị gái xinh đẹp nuôi tôm mà mặc áo đầm rồi đẹp ghê không? Wow, tôm đẹp quá. Rồi, 60 ngày hả? 63 ngày. 63 ngày. Quá đẹp. À. Kiểm tra tảo thôi là nó tảo gì? Dạ tảo quên. Đó, tôm rất là dày ha, lấy cái xúc mà xúc lên cái là biết là ao lớn mà tôm vậy là dày. Thả bao nhiêu tôm? 500 ngàn. 500 ngàn giống CP phải không? 500 ngàn giống CP các anh chị nha. Dạ. Chỗ nào cũng có tôm ấy, tôm lớn. Đó. Ok, màu cũng rất đều, giờ này màu cũng rất đều, nhưng mà làm cho nó cốm màu lại xíu. Đúng rồi, tại vì giai đoạn này nó mấy bữa nay nó lột quá, mưa nó mưa cái đây 2-3 bữa chết vì đây á. Nhưng mà có vẻ pH nó hơi thấp nè. Dạ đúng rồi, màu sậm là pH nó thấp. pH thấp, đáng thấp. Nó lột nhiều quá. 7-5-6 à. Nâng lên đi. Đang cho uống rồi. Chị mấy bữa nay chị còn dính mặt đường em chuyên lưng đó. Mặt đường nhiều quá nó làm cái màu gì. Dạ. Chứ nó không phải cái màu nó. Mặt này cái là màu thảo nó không lên được, thảo lục nó không lên được. Nó phải có một chút thảo lục đó. Khuê không cũng không được. Khuê không là pH nó lên không nổi. Thằng lục đó, nó làm pH lên và nó giữ pH đó. Phải dừng cỡ 30% lục. Dạ. 70% khuê là ok. Đó. Thì đây là tôm của chị. Thì chính vì nó lột nhiều cho nên tôm nó hơi gan nó hơi yếu thôi chứ không phải là do bệnh vì gan. Cái này chị chú ý đây nha. Đó, tôm rất đẹp. Giỡn nhá. Giờ đi giỡn nhá nha. Hay quá. Hôm nay là đi đám cưới con của anh Thủy, nhưng mà sẵn dịp được vào thăm chị ha. Đấy, tôm đẹp quá, cầu nhá cũng đúng rồi, farm nuôi đại gia cho nên cầu nhá nó cũng đẹp nữa. Đây này, hết thức ăn em sợ nó ra chứ, hết thức ăn rồi. Đấy. Để cho chị chạy quà. Ok, đó tuyệt vời. Rồi, tôm phân này. Trời ơi, sao được phân đẹp. Đấy, ăn cái gì phân đẹp này? Điều gòn với bà Slut. Bà Slut number hả? Dạ. Ok, đấy, quá đẹp anh chị ha. Đấy, tuyệt vời. Nuôi này quá đẹp rồi. Chuyện ngày hôm nay thì Huy cũng xin gửi tới các anh chị đó là cái nỗi đau của chị ở đây đó là qua rất là nhiều vụ trước đây thì nuôi cũng gặp khó khăn. Nó không có ổn định và không nắm rõ được cái quy trình nuôi. Chính vì vậy mà xử lý nó khó và cũng như là quản lý cái môi trường rất là khó khăn. Khi gặp OBS thì có bạn được ở đây thì Huy cũng đã... bạn Đường cũng đã giúp đỡ cho chị và đến ngày hôm nay thì qua rất nhiều vụ rất là thành công. Ngoài ra thì chị cũng là một cái người đã quảng bá giới thiệu cho Huy rất nhiều khách ở khu vực này vì chị là người đi bắt tôm oxy.
À, cho nên chị đi tới đâu là đều giới thiệu công ty OBS tới đó. À, cũng cảm ơn chị rất là nhiều. À, một cái điều tuyệt vời nữa là bạn Được cũng là người đồng hành cùng với chị Phượng và đã giúp đỡ cho chị Phượng rất là nhiều trong quá trình nuôi. Hy vọng là trong thời gian tới anh chị nào ở Cồn Cù, tại Huy là Huy thấy Cồn Cù là một cái nơi mà nuôi tôm rất là nhiều và môi trường ở đây rất là đẹp. Nếu như anh chị và các bạn có lẽ là còn ngại là chưa muốn tiếp cận với OBS thì cứ một lần sử dụng bất cứ một sản phẩm nào của OBS thì anh chị sẽ cảm nhận được, đừng ngại gì hết. Hãy âm thầm liên hệ với bạn Được hoặc là Huy, nhắn tin cũng được, không cần điện thoại. Huy sẽ cho anh em tới giúp đỡ cho các anh chị và chắc chắn các anh chị cũng sẽ thành công như chị Phượng ở đây. Ở đây là khu vực phía sau sông rồi chứ không phải là cặp sông nữa. Nếu mà cặp sông phía bên kia thì còn tuyệt vời hơn nữa. Cho nên theo Huy là khu vực của Cù là khu vực chắc chắn nuôi tôm thành công. Nhưng chúng ta phải nuôi đúng, nuôi kỹ lưỡng và nuôi phải nói là am hiểu được quy trình, điều khiển được con tôm, điều khiển được nước, điều khiển được cái môi trường thì chắc chắn sẽ thành công. Và Huy xin cảm ơn các anh chị. Và sau đây thì các anh chị có thể liên hệ với bạn Được theo số điện thoại. Dạ, các anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0382 032 731. Em quản lý khu vực Long Vĩnh, Long Khánh, Đông Hải và Trà Cú của tỉnh Trà Vinh. Hay quá, tuyệt vời, xin cảm ơn và chào tạm biệt các anh chị.